Các bạn từng thấy Tôn Ngộ Không làm như thế này chưa? Gọi điện thoại, uống bia, chụp ảnh tự sướng, đến Cân Đẩu Vân cũng trở thành phi thuyền vũ trụ. Thì ra vào mấy nghìn năm trước, hành tinh Liệt Dương xâm chiếm trái đất, bọn họ tự xưng thiên đạo âm mưu thống trị trái đất, là thần bảo vệ trái đất. Hầu Ca đương nhiên không đồng ý, chỉ một mình huynh đã đánh cho người hành tinh Liệt Dương không thể chống trả. Vào lúc hai bên tranh chấp, một vị thánh nhân kịp thời xuất hiện. Ông khuyên thủ lĩnh hành tinh Liệt Dương hãy rời khỏi đây, ngăn chặn thành công một thảm họa. Cuối cùng thì người hành tinh Liệt Dương rời khỏi trái đất, còn Hầu Ca cũng bảo vệ được nơi này. Cứ như vậy, Hầu Ca lặng lẽ bảo vệ trái đất hàng nghìn năm. Huynh không những chứng kiến sự thịnh suy của vương triều, còn chứng kiến nền văn minh trái đất phát triển nhanh chóng, đồng thời hòa nhập vào cuộc sống của những người bình thường. Nhưng Hầu Ca vô cùng cô độc, huynh không có một người bạn, ngày nào cũng đến trước mộ sư phụ uống rượu giải sầu, ôn lại chuyện cũ với sư phụ. Hơn 1.000 năm rồi, chụp ảnh cũng không biết gửi cho ai. Vào hôm đó, Hầu Ca nhận được thông báo khẩn, đội quân Thao Thiết sắp xâm chiếm trái đất, con người sắp có thể đối mặt với nguy cơ trước nay chưa từng có. Thế nên tổng bộ trái đất nhờ Hầu Ca giúp đỡ, hy vọng huynh có thể luyện ra một tốp chiến sĩ tài ba. Để chống lại sự xâm lăng của nền văn minh ngoài hành tinh, sau khi biết được tình hình, Hầu Ca quay về nhà, mở bộ giáp cất giữ bấy lâu nay, trở lại trạng thái chiến đấu. Không lâu sau, Hầu Ca đến trại huấn luyện. Đến tối, bài huấn luyện chính thức bắt đầu. Đối diện với sự tấn công của binh lính, Hầu Ca không hề niệm tình. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tân binh không chịu nổi một cú đánh. Sau vài buổi thực chiến, tân binh học được rất nhiều kinh nghiệm. Vào lúc mọi người nghĩ rằng Hầu Ca sẽ làm đội trưởng của bọn họ, một người phụ nữ bỗng xuất hiện. Cô ấy là chủ thần của hành tinh Liệt Dương, Delena. Cô là viện trợ trái đất mời đến, cũng là đội trưởng của Hùng Minh Liên. Biết được tin này, Hầu Ca bất mãn, dù gì 1.000 năm trước, huynh với người hành tinh Liệt Dương có thù oán với nhau, nhưng đến nay Delena vô cùng trẻ tuổi, không hề biết chuyện năm đó. Thân là chủ thần cao quý, nhìn thấy Hầu Ca không tôn trọng mình, khiến Delena vô cùng tức giận. Thế là cô quyết định ra oai với Hầu Ca. Vào lúc tân binh nhảy xuống máy bay, Delena bỗng tóm lấy tay Hầu Ca rồi nhảy xuống. Người phụ nữ này thật to gan dám dùng nhan sắc dụ dỗ Tề Thiên Đại Thánh, nhưng Hầu Ca không dễ cắn câu. Đối với một con khỉ mà nói, cô thuộc lại lông còn không mọc đủ. Mỹ nhân kế của Delena không có tác dụng đối với Hầu Ca, khiến cô vô cùng tức giận. Hầu Ca rất ghét người hành tinh Liệt Dương, huynh không tin tưởng Delena, cô lại giúp trái đất vô điều kiện. Vào lúc Hầu Ca chuẩn bị rời đi, Delena gọi huynh lại. Đến tối, Hầu Ca càng nghĩ càng thấy bất thường, thế là cưỡi Cân Đẩu Vân một mình bay đến hành tinh Liệt Dương, chuẩn bị làm rõ mục đích của họ. Nhưng vừa đến Nam Thiên Môn liền bị canh gác cản đường. Hầu Ca không muốn ra tay nhưng đối phương ép người quá đáng. Hết cách, Hầu Ca chỉ đành giải quyết bọn họ. Sau khi đến chủ điện Thiên Đình, Hầu Ca gặp Nhị Lang Thần, gặp mặt kẻ thù hai mắt tóe lửa. Vào lúc hai bên không phân thắng bại, Phan Thần tướng quân xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Hầu Ca liền dừng tay. Huynh đi lên trước hỏi Phan Thần, Delena đến trái đất rốt cuộc có mục đích gì? Vào lúc này, Delena quay về hành tinh Liệt Dương. Bản thân cô có lòng tốt giúp trái đất nhưng lại bị Hầu Ca nghi ngờ, khiến cô vô cùng tức giận. Cô tạo ra một quả cầu lửa đánh về phía Hầu Ca. Hầu Ca nổi giận, huynh phóng ra nguồn sức mạnh lớn chuẩn bị hủy diệt cả hành tinh Liệt Dương. Nhưng vào lúc này, trái đất gửi thông báo đội quân Thao Thiết sắp tiến đến trái đất. Sau khi biết tin này, Hầu Ca lập tức quay về trái đất. Khi huynh về trái đất đúng lúc Thao Thiết đang tấn công trái đất, là đội trưởng Hùng Minh Liên Delena cũng kịp thời quay về. Đối diện với sự tấn công của đội quân Thao Thiết, toàn bộ loài người đều ra sức chống trả. Nhưng khoa học kỹ thuật của loài người chẳng đáng là gì trước mặt nền văn minh người ngoài hành tinh. Phi thuyền ngoài hành tinh lúc này bắt đầu tấn công những tòa nhà chọc trời, muốn phá hủy văn minh loài người. May mà Delena kịp thời ra tay, dùng khiên đỡ được pháo cực quang, thấy thành phố bị phá hủy, Hầu Ca nổi giận, lập tức thi triển thuật phân thân, xông về phía đội quân Thao Thiết. Trước mặt thực lực tuyệt đối, đội quân Thao Thiết bị đánh không thể trở tay.
Đúng lúc này, Delena chỉ huy hạm đội phá hủy phi thuyền Thao Thiết. Cứ như vậy, nền văn minh ngoài hành tinh đã bị bọn họ giải quyết nhanh chóng. Nhưng càng như vậy, Hầu Ca càng cảm thấy bất thường. Huynh vẫn không tin tưởng Delena, cảm thấy cô giúp trái đất nhất định có mục đích khác. Thế Hầu Ca vẫn còn nghi ngờ mình khiến Delena vô cùng tức giận. Cô cũng không thèm giải thích, quyết định dùng bạo lực chinh phục Hầu Ca. Delena tấn công trước, phóng quả cầu lửa về phía Hầu Ca. Huynh lộn vài vòng đã dễ dàng tránh được. Delena dốc sức tạo ra quả cầu lửa lớn hơn gấp nhiều, gần bằng nhiệt độ của mặt trời. Còn hành vi của Delena đã chọc giận Hầu Ca. Tôi Ngộ Không có ba đầu sáu tay rút cuộc ghê gớm cỡ nào, cho dù nhị lang thần ở trước mặt huynh cũng như con kiến mà thôi, bị đánh không thể đáp trả. Vừa vào lúc này, Delena dùng bạo lực để chinh phục Hầu Ca, nhưng chút sức mạnh của cô không làm gì được Hầu Ca. Chỉ thấy Hầu Ca thi triển thuật phân thân đánh cho Delena đầu óc quay cuồng. Cô vô cùng tức giận, phóng quả cầu lửa liên hoàn. Hầu Ca thấy vậy thổi một luồng gió mạnh, bắn quả cầu lửa quay về. Nhìn thấy cảnh này, Delena vội vàng né đi. Kết quả ngay sau đó đâm phải tấm biển quảng cáo. Nhưng thân là chủ thần hành tinh liệt dương, Delena sao có thể chịu nhục như vậy? Một chiêu phóng xạ đánh cho Hầu Ca bay xa ngàn cây số. Hầu Ca cũng không dám khinh thường Delena nữa. Huynh tiếp tục thi triển thuật định thân, trói chặt Delena, sau đó cho toàn bộ phân thân lần lượt tấn công cô. Hầu Ca không muốn đánh nữa, chỉ cần Delena chịu thua, huynh sẽ dừng tay. Nhưng cô không can tâm, bắt đầu bật chế độ chiến tranh vũ trụ. Hầu Ca thấy vậy lập tức dùng gậy như ý trói chặt lấy Delena. Cô định phản kháng nhưng không chống lại nổi gậy như ý, cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Trận này của hai người đều không dốc hết sức, Hầu Ca cũng nhận ra Delena không hề xấu. Vào lúc hai người nói chuyện, nhị lang thần đột nhiên xuất hiện đánh lén Hầu Ca. Nhìn thấy cảnh này, Delena lệnh cho nhị lang thần thả Hầu Ca ra. Thì ra ngoài Delena ra, những người khác trên hành tinh liệt dương đều muốn xâm lược trái đất. Mặc dù Delena là chủ thần hành tinh liệt dương, nhưng người thực sự nắm quyền của hành tinh liệt dương chính là Phan Thần Tướng Quân. Còn Delena giúp trái đất là thật lòng, cô hy vọng có người giúp bản thân giành lại quyền kiểm soát hành tinh liệt dương. Nghe thấy hành tinh liệt dương không từ bỏ xâm lược trái đất, Hầu Ca nổi giận, hóa thành ba đầu sáu tay, sức chiến đấu tăng lên gấp nghìn lần. Khi Hầu Ca nổi điên lên, nhị lang thần cũng không phải là đối thủ. Nhưng vào lúc này, Hầu Ca vì bị thương quá nặng, rơi từ trên cao xuống. Nhìn Hầu Ca suy yếu, nhị lang thần chuẩn bị cho huynh một nhát chí mạng. Đúng lúc nguy cấp, Delena kịp thời ra tay, cô thẳng tay phong ấn nhị lang thần vào kết giới. Trải qua chuyện này, Hầu Ca cũng hoàn toàn tin tưởng Delena, trở thành bạn với cô. Bộ phim đến đây là hết, nhưng câu chuyện của họ vẫn còn tiếp tục. Bộ phim này có tên là Monkey God. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Nếu thấy hay thì bình luận số 1. Thấy cũng bình thường thôi thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.